Theo báo Vĩnh Long, đến 7 giờ sáng ngày 25 tháng 7 năm 2021, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận thêm 40 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Cụ thể, 36 trường hợp là F1 liên quan chuỗi lây nhiễm công ty Tị Xuân đã được cách ly trước đó tại Trung tâm Y tế Tam Bình 10, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long 4, Trung tâm Y tế Mang Thít 3, Trung tâm Y tế Bình Tân 2, Trung tâm Y tế Bình Minh 4, Trung tâm Y tế Long Hồ 2, Cao đẳng nghề Vĩnh Long 3, Trường Chính trị Phạm Hùng 8. 3 trường hợp là công nhân công ty Tị Xuân, chuyên B5, B7, đến khám và sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á ngày 24 tháng 7 năm 2021. 1 trường hợp có địa chỉ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh khám và sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á ngày 24 tháng 7 năm 2021. Như vậy, tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến 7 giờ sáng ngày 25 tháng 7 năm 2021, Vĩnh Long có 583 ca mắc COVID-19 đã được công bố. 14 ca nhập cảnh, 569 ca cộng đồng và 40 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố. Số ca điều trị khỏi đến nay là 29 ca, trong đó 10 ca nhập cảnh và 19 ca cộng đồng. Theo báo Tuổi Trẻ sáng nay, số ca dương tính liên quan đám tang ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long đã lên đến 30 ca nhiễm. Đám tang có người mắc COVID-19 tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long diễn ra sau thời điểm Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo diện vùng nguy cơ rất cao. Đến sáng nay, đã có tổng cộng 30 ca dương tính. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng ngày 25 tháng 7, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long thông tin những người dương tính COVID-19 là sau khi dự đám tang của cụ NTT, mất do bệnh mãn tính, chứ không phải do mắc COVID-19 như thông tin ban đầu. 21 người dương tính với SARS-CoV-2 sau khi dự đám tang tại ấp 1, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình là có, nhưng con số này có thể chưa dừng lại vì vẫn đang trong quá trình điều tra dịch tễ. Do ở gần đám tang có trường hợp tử vong do mắc COVID-19, nên mới có thông tin chưa chính xác như trước đó ông Minh nói. Đến sáng nay, kết quả xét nghiệm PCR đã ghi nhận 30 ca dương tính, gồm 2 cháu của cụ Trờ và 28 trường hợp khác. Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết thêm liên quan đám tang này, ngành y tế đã điều tra dịch tễ các F1, F2 liên quan để cách ly, bước đầu đã xác định 20 F1 và 46 F2. Còn theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Tân Lộc, đám tang diễn ra từ 13 giờ 40 phút ngày 10 tháng 7 đến 12 giờ ngày 12 tháng 7. Gia đình có đến Ủy ban Nhân dân xã xin phép tổ chức và được cán bộ hướng dẫn tổ chức phải đảm bảo yêu cầu phòng dịch theo chỉ thị số 15, không quá 30 người và phải đảm bảo đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách. Quá trình tổ chức, gia đình có sắp xếp 3 bàn, 1 bàn để bì thư, viết, 1 bàn uống nước trà và 1 bàn ăn. Những người dự đám tang chủ yếu là con cháu trong gia đình, một số người hàng xóm đến đốt nhang rồi về. Một số gửi thiệp chia buồn không có mặt. Thời gian xuất hiện F0 là lúc 12 giờ ngày 18 tháng 7, khi hai người cháu cụ Trờ đến Bệnh viện Xuyên Á để khám bệnh, test nhanh dương tính COVID-19. Kết quả PCR ngày 20 tháng 7 cũng dương tính. Được biết, ngày 8 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản số 3658 về việc đánh giá mức độ nguy cơ và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long, huyện Bình Tân, huyện Long Hồ và huyện Tam Bình áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với mức nguy cơ rất cao, thời gian áp dụng giãn cách xã hội từ 12 giờ ngày 9 tháng 7 đến 12 giờ ngày 23 tháng 7. Ông Dương Văn Trọng, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Tam Bình cho biết, đúng là địa bàn huyện có áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, việc tổ chức đám tang vẫn được phép diễn ra trong nội bộ hộ gia đình. Số người tham dự không tập trung quá 30 người. Theo báo Vĩnh Long, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều công ty tạm dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định chấp thuận cho nhiều công ty trên địa bàn tạm dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, kể từ ngày 21 tháng 7 đến hết ngày 1 tháng 8 năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Leader Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Lala Factory, công ty trách nhiệm hữu hạn giày Mega Surplus Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn New Hope Vĩnh Long, công ty trách nhiệm hữu hạn Boshin, công ty cổ phần may Vĩnh Tiến sẽ tạm dừng hoạt động sản xuất. Ngoài ra, kể từ ngày 22 tháng 7 đến hết ngày 1 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành quyết định cho chi nhánh doanh nghiệp tư nhân gia công sản xuất giày Lai Xưa, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên New Babs Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ may mặc Phúc Lâm tạm dừng hoạt động sản xuất để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tị Xuân,
Công ty trách nhiệm hữu hạn Tị Bách sẽ tạm dừng hoạt động sản xuất kể từ ngày 27 tháng 7 đến hết ngày 1 tháng 8 năm 2021. Các sở, ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các quyết định này. Các công ty nêu trên có trách nhiệm thực hiện các chế độ chính sách cho công nhân, người lao động theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ vừa cho kích hoạt thêm một điểm cách ly tập trung với quy mô 120 người tại trường Trung học Phổ thông Phạm Hùng. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện, việc kích hoạt khu cách ly tập trung tại trường Trung học Phổ thông Phạm Hùng là để huyện chủ động dự phòng. Sau khi có kết quả test nhanh COVID-19 cho lực lượng công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Hòa Phú và các hộ tiểu thương, việc test nhanh được bắt đầu thực hiện từ ngày 24 đến 30 tháng 7 năm 2021. Chỉ sau một ngày được kích hoạt, đến tối ngày 24 tháng 7 năm 2021, khu cách ly này đã tiếp nhận 58 trường hợp F1. Tất cả các trường hợp được cách ly tại đây liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại công ty Tị Xuân. Đến nay, huyện Long Hồ đã kích hoạt 5 khu cách ly tập trung. Thành phố Vĩnh Long kiên quyết không để chặt ngoài, lỏng trong. Từ 0 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2021, thành phố Vĩnh Long áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, thành phố kiên quyết thực hiện nghiêm hộ giãn cách hộ, khóm giãn cách khóm, phường giãn cách giữ phường. Người dân chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết, ở chợ thì các chốt kiểm soát phòng chống dịch khóa chặt hai chiều. Người dân tự giác chấp hành chỉ thị 16. Từ ngày 19 tháng 7 đến nay, khi thành phố Vĩnh Long áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16, người dân thành phố tự giác ý thức chấp hành tốt, hạn chế ra đường theo chỉ đạo chung của tỉnh. Chị Nguyễn Thị Thanh Duyên, phường 4 thành phố Vĩnh Long, nói, là một người dân thành phố, tôi yên tâm hơn khi thành phố thực hiện siết chặt theo chỉ thị 16, nhằm hạn chế việc người đi lại không cần thiết, vì an toàn và sức khỏe cho người dân thành phố. Trong đó, việc phát phiếu đi chợ rất cần, nhằm hạn chế tiếp xúc đông người. Dì Trương Thanh Lan, phường 2 thành phố Vĩnh Long, thì bày tỏ sự ủng hộ. Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, bên cạnh tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, thì việc áp dụng các biện pháp mạnh để răn đe, xử lý vi phạm là hết sức cần thiết. Ngoài việc tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành, thành phố Vĩnh Long tăng cường công tác kiểm tra với quyết tâm thực hiện nghiêm chỉ thị 16 trên địa bàn. Ông Bùi Thanh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 2, thành phố Vĩnh Long, cho biết, phường đã tăng thời lượng phát thanh, loa di động tuyên truyền tới từng ngõ hẻm. Đồng thời, dựa vào các tổ nhân dân tự quản, tổ COVID-19 cộng đồng, ban điều hành COVID-19 của khóm để tuyên truyền đến từng hộ gia đình, cùng với đó là sự ra quân quyết liệt của các tổ kiểm tra đơn vị phường. Theo đó, hiện người dân của phường thể hiện ý thức cao trong thực hiện giãn cách xã hội, chấp hành chỉ thị 16. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố cho biết, từ ngày 9 tháng 7 năm 2021, thành phố Vĩnh Long áp dụng các biện pháp chống dịch tương ứng với mức nguy cơ rất cao. Từ ngày 19 tháng 7, thành phố áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16, nên càng siết chặt hơn. Cụ thể, thành phố đã ra nhiều văn bản chỉ đạo liên quan công tác phòng chống dịch, trong đó, đặc biệt chỉ đạo các địa phương bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người. Đối với các chợ, thành phố đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường thực hiện phát phiếu để người dân đi chợ theo ngày chẵn, ngày lẻ. Các gian hàng cùng ngành hàng cũng bán luân phiên theo ngày chẵn, ngày lẻ, sắp xếp vị trí đảm bảo giãn cách, đặc biệt, người dân ở phường nào thì chỉ đi chợ ở phường đó. Bên cạnh, thành phố tập trung, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ chỉ có ở nhà và hạn chế ra đường khi không cần thiết thì mới khoanh vùng và dập dịch tốt để đẩy lùi dịch bệnh. Cũng theo ông Nguyễn Thanh Hà, toàn thành phố hiện có tổng cộng 25 chốt kiểm soát dịch COVID-19, 2 chốt của tỉnh, 23 chốt của thành phố. Bên cạnh, các phường đều thành lập các tổ để chặn các ngõ ngách nhỏ, các điểm tiếp giáp với các xã của huyện Long Hồ. Hiện ở các phường 3, 4, 8, 9 có khoảng 10 tổ như vậy, ông Nguyễn Thanh Hà nói. Từ chiều ngày 19 tháng 7, thành phố đã bổ sung lực lượng cho các tổ hiện có, nhất là các tuyến đường lớn, đường chính và nội ô thành phố. Nếu trước đây chỉ siết chiều đi vào thành phố, thì từ 5 giờ ngày 20 tháng 7, thành phố khóa chặt cả hai chiều ra vào. Theo đó, nếu không xuất trình giấy tờ hợp lệ theo quy định, lý do không chính đáng thì kiên quyết không cho qua chốt. Ông Châu Nguyễn Minh Thức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 3, thành phố Vĩnh Long, cho biết, phường tuyên truyền thường xuyên, liên tục, đến tận các hẻm, ngõ nhỏ. Bên cạnh, thành lập 3 tổ kiểm tra việc chấp hành của người dân, bên cạnh các chốt kiểm soát dịch của thành phố đóng ở các tuyến đường chính, phường còn kết hợp với thành phố chốt chặn ở các đường, hẻm nhỏ để kiểm soát chặt người ra vào thành phố. Theo đó, hầu hết người dân chấp hành tốt, chỉ một vài trường hợp còn vi phạm và bị nhắc nhở.
Đã tuyên truyền, vận động nhắc nhở rồi mà người dân không chấp hành, thì kiên quyết xử lý, ông Châu Nguyễn Minh Thức nhấn mạnh. Để thời gian tới thực hiện tốt hơn theo chỉ thị 16, ông Nguyễn Thanh Hà lưu ý các phường chủ động quản lý địa bàn, đặc biệt quan tâm các ngõ ngách giáp ranh các huyện bạn. Bên cạnh, phường chủ động chọn 1-2 khu cách ly F1 chuẩn bị khoảng 50-100 giường, để khi có F1 xảy ra trên địa bàn, thì ở phường nào đưa vào khu cách ly của phường đó. Đồng thời, tất cả hộ gia đình, hộ kinh doanh, chợ, cơ quan, doanh nghiệp cam kết cùng phường, thành phố chủ động khai báo, thực hiện tốt 5K và thực hiện tốt chỉ thị 16. Ông Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh, thành phố kiên quyết thực hiện nghiêm chỉ thị 16, hộ giữ hộ, khóm giữ khóm, phường giữ phường, chợ giữ chợ, các chốt chặn thì phải thực hiện nghiêm việc hạn chế cho người dân ra đường, khóa chặt hai chiều. Kiên quyết giữ sạch địa bàn, không để xảy ra ổ dịch, nhất là trong các chợ, tiểu thương kinh doanh không có hộ khẩu tại thành phố, thì tạm thời cho nghỉ 14 ngày giãn cách, đặc biệt quyết liệt, thần tốc hơn nữa trong phối hợp truy vết F1, F2, F3 trên địa bàn, không bỏ sót đối tượng. Đồng thời, khuyến khích người dân đặt mua hàng online, qua điện thoại, hạn chế ra đường. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần phát huy hơn nữa việc vận động cán bộ, công chức, người dân cùng chung tay giữ vững địa bàn. Thành phố sẽ xử lý mạnh tay hơn nữa trong xử lý những tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.